Đây là lần thứ hai gia đình chị Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, ngụ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau làm tấm chắn ngăn giọt bắn ngừa COVID-19 gửi tuyến đầu chống dịch. Mỗi ngày, từ 8 giờ 30 sáng, người thân trong gia đình chị từ già đến trẻ đều cùng nhau thực hiện công việc làm ra những tấm chắn. Những tấm chắn được làm từ nhựa, sau khi được cắt định hình, sẽ được đục lỗ để đóng dây đeo. Mỗi tấm chắn hoàn thành mất khoảng 6 công đoạn. Trung bình mỗi ngày, gia đình tạo ra từ 1.000 đến 1.200 sản phẩm. Trong khi làm, những người đàn ông sẽ đảm nhận việc nặng, phụ nữ thì làm những công đoạn chi tiết, tỉ mỉ hơn, còn trẻ con thì phụ đóng gói sản phẩm. Thật ra là bản thân mình cũng là một bác sĩ, cũng là một nhân viên y tế và mình cũng tham gia chung với trung tâm chống bệnh tật chống dịch từ năm ngoái. Và năm nay tại vì đặc thù công tác của mình là mình đang làm xét nghiệm COVID nên mình không có đi lấy mẫu, mình ở trung tâm để xét nghiệm ra là dương tính hay âm tính cho bệnh nhân. Thì vì vậy mình rất là hiểu về cái sự khó khăn của các y bác sĩ và hiểu được bất thường cái việc trong thời gian cấp bách như vậy. Và thường là các tấm chắn này nó thường là không có nằm trong cái danh mục chi đó, thì cũng rất là khó để cho những nhân viên y tế, thì mỗi người chung tay một chút. Ở đây làm đó là có ba thế hệ, là ông bà, rồi là con, rồi cháu. Ở xã hội giãn cách thì là mình cũng nhắc một phần nhỏ bé này cho xã hội để là cho mau hết dịch. Không chỉ riêng người lớn, các con cháu trong nhà cũng phụ giúp lau chùi, sắp xếp và đóng gói sản phẩm. Với sự chung sức của gia đình cũng như sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, đến nay, gia đình chị đã làm được khoảng 7.000 tấm chắn và trao tặng hơn 6.500 tấm cho các y bác sĩ tại bệnh viện, trung tâm y tế quận Gò Vấp, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ công an, tình nguyện viên tại các chốt kiểm dịch. Gia đình chị Thanh hy vọng rằng những tấm chắn giọt bắn sẽ bảo vệ được phần nào cho những người đang ngày đêm phòng chống COVID-19 có thể được an toàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đầu chống đại dịch. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.